Rồi, lần đầu. Rồi, bị sao? Dạ hồi Covid em bị viêm da khớp dạng thấp á, em có coi thầy hướng dẫn, em có ngâm rượu uống, cái xong Rồi. thầy kêu bỏ cái mua, em cũng có mua em uống. Rồi. Giờ bị huyết áp với nhịp tim đập chậm. Ừ. Được vậy thôi Dạ gì? thôi. Vậy bây giờ em cho ông này ông chườm đá gan với cái cổ để cho tim đập nhanh lên chút. Rồi, uống rượu ớt với rượu. Bây giờ khớp còn đau không? Dạ, lạnh lạnh thì nó còn, cái đắp thì nó không bị. Như tối ngủ lấy cái chăn đắp thì nó không bị đau. Rồi cho ông này rượu thấp khớp với rượu ớt. Rồi, đây dừng lại nhé. Rồi, ông chịu khó chườm đá nha. Dạ. Chườm đá là chườm đá đây với chườm đá dưới rốn. Để cho nó ấm người lên. Mà một đêm đi ngủ là chịu khó chườm. Nha, ok xong rồi. Cái này dễ thôi mà. Có Muốn kéo cho kéo. Còn mới kéo chiếu lại mấy ông kia đã giờ thấy ông kéo. Nghe buồn quá. Mấy ông kia đâu cần kéo. Rất là hướng dẫn cho chị cô bé của bà chị ung thư đó. Rồi, đã ha. Rồi, được rồi. Rồi xin lên ngồi lên đây. Rồi ở đâu tới? Dạ ở Tân Bình, Ở Tân ở Bình. phường 2. Phường 2. Dạ. À, cái này phường 4. Rồi bị sao? Cái lưỡi Ừ. sao tự nhiên nó hay le le ra. Le ra bình thường thí dụ mình nhớ thì mình ngậm lại. Ừ. Còn không thì Cứ là dạ. lè Rồi bị chuột rút. vậy. Rồi bị khớp á, cái chân nhà. Đây rồi có biến dạng luôn rồi, bị lỏng mạng Dạ bị này lao bị tiểu đường là à. 30 năm rồi. Bị tiểu đường 30 năm rồi. Dạ. Vậy nhớ ăn 16-8 không? Người Dạ. ta nói nhớ Nói có quyển sách lát có, mua. đúng rồi, chút xíu là mua quyển sách đó Dạ. à. Rồi cho chị này chị uống chùm đá đó. Với lại nó đau cái bên này nè bác sĩ. Rồi. Rồi cái đi chừng khoảng 100 thước là nó đau lắm, đi không Rồi. nổi, nó mỏi. Chùm đá gan với hai bèn. Rồi uống 3 thứ rượu. Với bị trĩ. Đấy luôn. Trĩ Đấy là nó có ra máu nữa. rượu ớt thì uống nửa muỗng cà phê thôi nha. Với xì Tại dầu. hôm trước đó là cái thằng nhỏ cháu đó, nó có Ừ. mua lại đây, Ừ. nó mua một chai rượu ớt À. về tôi uống hết chai thì cái trĩ nó có thấy có co Rồi co lại. nhưng mà nó ra máu nhiều lắm. Uống nửa muỗng thôi, đầy Dạ. hổm uống nhiều, uống nửa muỗng thôi. Một Rồi ngày hả? một 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 ngày 2 lần, 1 lần nửa muỗng thôi, Dạ, tại mà uống. nhớ uống sau khi ăn cơm, Dạ. rồi uống với sữa chua nha. Dạ. Rồi đi cho uống 3 rượu đó. Thì cô này là phải Cái điều trị dài dài, tại vì cô bị viêm khớp rồi, cô bị đủ thứ đó Dạ. Bị cái nè. mông nè, cái mông Được nè. rồi, nằm xuống đi. Đau. Bây giờ đốn nhổ cây nhà tôi đi. Trời đất ơi, nói với bà ừ liền. Ừ, đi mua. Tôi mua về tôi trồng đó, giờ bà xin bà nhổ cây sao không nổi. Đâu mà ra. Ừ. Rồi nhánh thì được, kêu tụi nó ra cắt nhánh đi. Nhưng mà cắm lên được rồi lên. Trời ơi, tôi nói thiệt là nó nhổ cây, rồi kêu gì nó cắt nhánh cho. Mà thật thà ớn luôn. Ta mua về trồng để cho mọi người coi biết. À, chắc 1 tháng sau nha. 1 tháng sau.
Sao? Chị có trao đổi với Zalo thầy là chị của con là bị ke vú á thầy. Rồi, à, dạ. Thì bây giờ mới lên có mặt đó hả? Dạ. À, trời đất ơi. À, bị cái tay bị phù bạch huyết á thầy. Rồi. Mà sau 2 năm á mà chị không có hóa trị xạ trị, chưa có cắt bỏ. Rồi. Là giờ cái tay nó bị phù. Biết rồi, tôi biết rồi. Rồi, bây giờ tôi biết bắt buộc phải lại đây nè. Tôi hướng dẫn này nha. Rồi bây giờ là có giấy viết rồi nhớ ghi vô không? Cho cô này mượn cái miếng giấy ghi viết. Ha. Rồi em ơi, ra quẩy bẻ cho thầy một năm ba lá gì cúc đào lên đi. À, lấy cho thầy 20 lá đi. 20 lá cúc đào. Bẻ 20 lá. Bởi vì tôi phải trồng cái cây trúc đào mọi người nghe nha. À, cái này là cái bài học. À, là trong những cái trường hợp này thì đặc biệt chút xíu là chị cô này bị ung thư vú mà bị vỡ rồi. À, rồi vỡ rồi bây giờ nó không lành. Cũng như những cái trường hợp ấy, mà bị hoại tử ở những cái chân đồ này nọ mà do bị tai nạn hoặc là do bị tiểu đường hoặc là do bị rắn ấy, con rắn ấy, nó bò qua chân này có con rắn độc á, nó làm cho thịt đó mình nó rớt rụng ra hết, nhưng mà nó rớt rụng nó ló gân ló xương rồi mà ló mạch máu luôn, nhưng mà nó không lành, nó cứ làm cho hôi thối. Do đó là mình sẽ dùng cái cách này. À, đây đưa cho thầy coi. À, mà bây giờ là trước mắt á là đây mấy lá, à, rồi 20 lá. Thì thành ra là tôi mới biểu em phải lên đi có mặt. Dạ. À, chút xíu á, đừng có để cái mũ này vô mắt cái đuôi luôn á. Thì cái này là cây trúc đào. À, tôi có trồng 2 cây trước mọi người chút xíu nhìn nha, đừng nhổ hết cây tầy nha. Rồi cái trúc đào này nè, một lần 20 lá, rồi bỏ vô trong 2 lít nước. Đun sôi lên. Rồi 2 lít nước, rồi đun sôi chừng vài dạo. À, chừng sôi dài dạo rồi cái khi sôi lên để cho nó sôi thêm dài dạo để nguội xuống rồi nó còn ấm ấm thôi, thì lấy cái nước đó rửa cái vết thương một ngày rửa 2 lần. À, thành ra bây giờ chút xíu tôi cho em ra ngoài lấy thêm 40 lá nữa. Dạ dạ. Vậy là em làm được 3 ngày. Dạ. Rồi sau đó em phải đi tìm cái này. Dạ. Chút xíu là ra ngoài kia chụp hình lại coi cái đó. Yeah. Nè. Rồi rửa ra thì cái này nó đặc biệt có một cái là khi mà mình rửa cái bằng cái lá trúc đào này nó hơi rát một chút xíu, nhưng mà những cái mảnh thịt thối á, nó sẽ rụng hết chừng nào mà mình rửa một ngày rồi mình để đó, rồi chiều mình nấu đun sôi mình lấy nước mình rửa lại tiếp. Yeah, yeah. Nè. Còn nếu cái đó là tôi nói nhà nghèo, còn hãy mình có tiền chút xíu á, mà ở mình có tiền có giàu chút xíu là tức là mình kiếm được nhiều cái lá nữa, thì em đi lấy mà lá tươi nha. Dạ. Rồi cái rửa một ngày rửa 2 lần. Dạ. À, rồi khi rửa xong á thì chừng trong vòng 1 vài hôm á là cái thịt thối á của cái chỗ này á nó sẽ rụng ra hết, và nó em thấy cái những cái nụ lên đỏ đó. À, thì là bắt đầu là ok rồi đó. Dạ. Nhưng mà mỗi lần rửa xong á thì ra ngoài kia mua cho tôi dầu ngải có sáp. Không biết dầu ngải có sáp còn không? Dầu ngải có sáp. Có sáp. Còn không? Hết rồi phải không? Thôi, vậy dầu ngải thôi. Lấy mua ra mua dầu ngải. Nha. Cái dầu ngải là cái chai vuông đó. Nha. Rồi mỗi lần mà rửa cái vết thương này xong, rồi bắt đầu là chấm cho khô, rồi lấy dầu ngải cái bôi lên, thì nó sẽ lên nụ. Yeah. Nó lên nụ. Thì trong vòng là một thời gian bắt đầu là nó rụng hết. Bây giờ bị cái trụ cơ thịt đó nó hoại tử cho nó thúi lắm. Thành ra bây giờ mình rửa sạch nó không còn hôi thối nữa, rồi mình bôi dầu ngải vô lần lần nó lên nụ nó lấp đầy lại. Ha. Rồi cho cô này chườm đá nóng ở cái vùng gan và cái vùng cổ nha. Yeah. Rồi còn cái chỗ mà bị tổn thương mình cũng đụng gì được, nhưng mà làm cho tăng nhiệt độ để tăng sức đề kháng. Còn cái tay nó bị phù tay voi rồi, yeah. Rồi cho uống rượu ớt với rượu nhào. À, thì cái khi bị cái này bị cái đó thì có hệ bạch huyết thôi. Khi mà giải quyết cái chuyện mà hoại tử rồi xong, rồi chườm nóng lên rồi cho uống ai này xong thì nó bớt được, nó hết phù. Dạ dạ dạ. Cảm ơn thầy. Rồi bây giờ cho cô này đựng, bây giờ